Ta cha hảo, chào các bạn. Hôm nay chúng ta học tiếp tiếng Trung qua phim phần 110. Lại lại lại, bỏ rồi hai cái bảo, chửi chửi, trước đây rất là đau. Lại lại lại, bằng của cho hai cái bảng chữ chửi chửi. Đến đây giúp tôi đấm bóp hai vai. Chửi, đấm bóp, chửi chửi, đấm bóp một lát. Chờ liền thiên thơ bế xoan. Hai ngày nay rất là mỏi. Thơ bế đặc biệt rất là xoan, mỏi. Sao lắm? Đang là tổng giám đốc của nhà, nhà lão công đâu bây giờ? Ủa xin? Chầm mà lơ, đang là tổng sư trạng từ nhãn. Sao rồi? Đã là mẹ của đống sự trưởng. Nhãn, mẹ. Liên lão công tôi bổ giao là ngay cả chồng cũng không cần hả? Xin nghĩ tại sao sự tình? Sao sao sự tình? Sao sự tình bị lão công cái健康 hay trọng yếu mà? Thật là xoắn. Wo xin lì trai xiang sự tình. Trong lòng tôi đang suy nghĩ một việc. Trai xiang đang suy nghĩ. Xiang sự mà sự tình? Suy nghĩ việc gì? Xiang sự tình bị lão công tờ健康 hay trọng yếu mà? Suy nghĩ việc gì đó có quan trọng hơn sức khỏe của chồng không? Bị so với hơn. Chen khang, mạnh khỏe, sức khỏe. Trung giao, quan trọng. Thơ bế xoan, rất là mỏi. Nhiều mẹo phá xe, Yu Feng suy trình, chứ hóa chén sẽ đá bá đá bá, xa lưu sửa y dàng đá. Nhi sân sân chuan đá, đài đá, chứ chuan sân mình phải à? Mẹ chú ý. Nhi yếu mẹo phá xe, ông có phát hiện không? Phá xin, phát hiện. Yu Feng truy xin khoa chén sư ta bà tờ. Gần đây Ngọc Phượng tiêu tiền rất nhiều. Hoa chén, tiêu tiền, xài tiền. Ta bà, rất nhiều, cả đống. Xiang liễu sùi dĩ giang, giống như nước chảy. Xiang giống như dĩ giang, như nhau một thứ. Liễu sùi, nước chảy. Sân sang chuan tờ, tai tờ, chuyển sư miễn phải à. Những thứ mặc và đeo trên người đều là hàng hiệu. Chuan, mặc, tai, đeo, miễn phải, hàng hiệu, nhãn hiệu nổi tiếng. Mấy chú ý, tôi không để ý. Ta tuổi chính cưng là bế rừng, rất chó cụ ế. Ế, nhìn hỏi chăng ý tiền nó bùi vai giang đà. Chứ sao hẳn yên trung à. Đây là đại sự, nhìn thấy chưa mấy hả? Đại sự. Ta tuổi chinh kinh bế rỉnh chai chảo cụ ấy. Gần đây nó đang đầu cơ cổ phiếu với người khác. Chảo cụ, đầu cơ cổ phiếu. Nhi hào xiang y tiền tâu bủ y hoài y giang tờ. Dường như ông không bất ngờ chút nào. Hào xiang, dường như giống như y hoài, bất ngờ. Chơ sư hình diễn trông à, việc này rất nghiêm trọng. Diễn trông, nghiêm trọng. Chơ, chơ sư ta sư, đây, đây là việc lớn. Nhi thiên chen mẹ dọ, ta sư, ông có nghe không, việc lớn. Thiên chen, nghe thấy. Nhi phu chi nào, hắn tự gửi chen, chào cổ phiếu chen, chen, gắn của sống sơ à? Yeah! Rỉnh cha phu chi, nả tham mạnh tự gửi tờ chen. Vợ chồng nó tự lấy tiền của tụi nó. Rỉnh cha, người ta. Ở đây chỉ hai vợ chồng Ngọc Phượng. Phu chi, phu thê, vợ chồng. Tư cơ, tự mình, tự. Chảo cổ phiếu, chuan là chén là. Đầu cơ cổ phiếu kiếm được tiền. Can wo sẽ mà sư à, liên quan gì đến tôi? Tôi cần nói chuyện này, nhìn sao mà sao cái thái độ nè? Tôi không phải tiền, họ mà chuan tiền. 我是怕他们亏钱。哎，你想想，玉凤要是亏了钱，还不是哭到你这儿来？还不是要扣你的钱？你一扣你的钱，我不是也遭殃了吗？ 我跟你说这个, tôi nói với ông việc này. 你怎么这个态度呢? Sao ông có thái độ như vậy? 态度, thái độ. 我不是嫌他们赚钱, tôi không phải chê họ kiếm tiền. 嫌, chê. Chuan chén, kiếm tiền. Wo shi pa ta men kui chén. Tôi sợ chúng nó lỗ vốn.
亏钱漏风。那你想想，ông suy nghĩ xem, Như Phương 要是亏了钱, nếu Ngọc Phượng lỗ vốn, 要是, nếu như, 还不是哭到你这来, chẳng phải là đến chỗ này khóc lóc, 哭, khóc, 还不是要扣你的钱, chẳng phải là muốn moi tiền của ông sao, 扣, moi, 扣钱, moi tiền, 扣你的钱,moi tiền của ông. 我不是也遭殃了吗? Tôi chẳng phải cũng gặp họa hay sao? 遭殃, gặp tai ương, gặp họa. 不像我们建宏啊，他也是拿你的钱了，对不对？可是人家天天惦记着怎么样早一点能还你，哪怕是一期一期的分期还你。哎，这人跟人就是不一样啊。他们你看啊，炒股赚钱了，加盟店赚钱了。都弄得嘞偷偷摸摸的，好像让我们知道了一样，我们会沾他的光一样的。不像我们建宏 không giống như kiến hoàng của chúng mình. 他也是拿你的钱了，对不对？ Nó cũng lấy tiền của ông, có đúng không? 可是人家天天惦记着， nhưng mà ngày nào nó cũng nhớ đến việc đó. 人家 ở đây chỉ kiến hoàng, nó.Tiên chi, nhớ. Chầm bà dân, đào y tiền nâng hoãn nỉ. Làm thế nào để có thể trả ông sớm một chút? Đào y tiền, sớm một chút. Hoãn, trả. Nà pa sư y chi tờ phân chi hoãn nỉ. Cho dù là chi từng đợt trả ông. Y chi, từng đợt, từng kỳ, mỗi đợt, mỗi kỳ. Phân chi, chi kỳ, chi đợt. Hoãn.Trả. Chờ rỉnh cân rỉnh, chiêu sư bùi yàng. Không người nào giống người nào, rỉnh cân rỉnh, người này và người khác. Tha mình, nì khan à, ông xem chúng nó. Chảo cù choan chén là, đầu cơ cổ phiếu kiếm được tiền. Cha mẫn tiên choan chén là, cửa hàng nhượng quyền cũng kiếm được tiền. Tô nông tờ, thâu thâu mô mô tờ, lén la lén lút.Nông, làm, ở đây chỉ hành động khó diễn tả. Thu thu mô mô tờ. Lén la, lén lút. Hào xiang, răng của mình chưa tao là gì giang. Giống như bị mình biết vậy. Răng, để, bị. Của mình huy, tranh tha tờ quang gì giang. Giống như chúng mình được thơm lây vậy. Tranh, quang, được thơm lây, được nhờ. Số 完了没有?说完了，睡觉。哎，我没说完。哎，说完了没有 ？Nói xong chưa？ 说完了 ，nói xong rồi。说完了，睡觉 ，nói xong rồi à， ngủ thôi。我没说完 ，tôi chưa nói xong。哎，有句老话说得好，叫花无千日，不对，不是千日。是百日，花无百日红，人无千日好。哎，你别看他现在赚钱啊，你可等着吧，总有亏钱的那一天。这要是……阿海有句老话说得好，安海 có một câu cách ngôn nói rất hay. Lão hoa, câu cách ngôn, câu nói cổ xưa. Hoa 无千日不对，不是千日。Hoa không có ngàn ngày, không đúng.Không phải ngàn ngày. Sư bài rư là trăm ngày. Hoa ủ bài rư hổn. Rỉnh ủ chen rư hảo. Hoa không nở trăm ngày. Người không thể luôn thuận lợi. Nì bể khan tha xin chai tròn chén à. Chớ vội thấy nó bây giờ đang kiếm được tiền. Bể khan chớ vội. Nì khở tần trơ ba. Ông cứ đợi đi. Khở ở đây nhấn mạnh. Chủng dụ.亏钱的那一天 sẽ có một ngày lỗ vốn. 总有一天 sẽ có một ngày. 要是亏钱了，哎，怎么办？可想而知啊，他肯定要哭到你这儿来。哎呦，爸爸，我亏钱了。这一弄，凭你，你会看着他帮助他吗？肯定要帮啊！你一帮，我不是完蛋了吗？我不是要拖下水了吗？真的是。这要是亏钱了，nếu như lỗ vốn
怎么办？可想而知啊。Thì làm thế nào? Nghĩ ra được mà. 可想而知, có thể suy nghĩ mà biết được. Tha khẩn tiên giao khu tao nỉ trở lại. Chắc chắn nó sẽ đến đây khóc lóc. Khẩn tiên, khẳng định, chắc chắn. Khu, khóc. Ba ba, 我亏钱了. Ba ơi, con lỗ vốn rồi. Trơ ý nông, và như vậy. Nông, ở đây chỉ hành động, đến đây khóc lóc. Phỉnh nghỉ, nỉ huy khan trở tha, băng tru tha mà. Theo ông sẽ nhìn nó, giúp đỡ nó không? Phỉnh, dựa theo. Khẩn tiên giao băng ra, chắc chắn phải giúp đỡ. Nỉ y băng, wo bu shi, wan tan le ma. Ông giúp nó thì chẳng phải là tôi cũng đi đời hay sao? Quản tan, đi đời. Thôi xong, tiêu tùng. Wo bu shi ye thuo xia shui le ma? Chẳng phải tôi cũng bị vả lây sao? Thuo xia shui, kéo xuống nước, có nghĩa là bị vả lây. Chân sư chỉ sự rỉnh là, thật là sốt ruột chết được. Chỉ nôn nóng, sốt ruột. Ê, 我跟你说话，你怎么一点反应都没有啊？我告诉你啊，我跟你说好了，我可是提醒过你，不要到时候，好像我没提醒你一样的，好像我不关心你媳妇一样的。哎呀，我跟你说话 ，tôi nói chuyện với ông， 你怎么一点反应都没有啊 ？Sao anh không có phản ứng gì hết vậy？ 反应，反应。我告诉你啊。Tôi nói cho ông biết. Wo kinh ni shuo hào là. Tôi nói với ông. Wo ke shi ti xin guo ni. Tôi đã từng nhắc nhở ông. Ti xin nhắc nhở. Bu yao dao shi hou. Hào xiang wo mei ti xin ni yi yang de. Đến lúc đó, đừng trách tôi không nhắc. Bu yao, ở đây có nghĩa là đừng. Dao shi hou, đến lúc đó. Ti xin nhắc nhở. Hào xiang, 我不关心你媳妇一样的. Đừng trách tôi, không quan tâm đến con dâu của ông. Quan xin, quan tâm. 媳妇, con dâu. 真是好像当了绿官匪。就这样，关我什么事？到时候我反正一个子儿都不拿。我反正问心无愧。人这一件，真是好心当成驴肝肺， thật là làm ơn mắc oán. 好心当成驴肝肺， làm ơn mắc oán. 睡觉关我什么事？ngủ thôi, liên quan gì đến tôi? 到时候我反正一个字都不拿。Đến lúc đó, dù sao tôi cũng không lấy đồng nào ra. Phản chân, dù sao, dù thế nào đi nữa. Ý cơ từ. Ở đây chỉ số tiền ít ỏi. Hổ phản chân, quên xin ủ khuê. Dù thế nào, tôi hỏi lòng không thẹn. Quên xin ủ khuê, hỏi lòng không thẹn. Rỉn trư y chinh, tận tình tận nghĩa rồi.来来来，帮我这两个膀子捶一捶，这两天特别酸。哎，来，哎，怎么了？当了董事长的娘，连老公都不要了？我心里在想事情。什么事情？想事情比老公的健康还重要吗？特别酸。哎，你有没有发现玉凤最近？这花钱是大把大把，像流水一样的。你身上穿的、戴的，全是名牌啊！没注意。他最近跟着别人在炒股哎。哎，你好像一点都不意外一样的，这事儿很严重啊！这是大事儿，你听见没有啊？大事儿！哦，人家夫妻拿他们自个儿的钱炒股票的赚的钱，干我什么事儿啊？耶！我跟你说这个，你怎么是这个态度呢？我不是嫌他们赚钱，我是怕他们亏钱。
哎，你想想，玉凤要是亏了钱，还不是哭到你这儿来，还不是要扣你的钱？你扣你的钱，我不是也遭殃了吗？不像我们建红啊，他也是拿你的钱了，对不对？可是人家天天惦记着怎么样早一点能还你，哪怕是一期一期的分期还你。哎，这人跟人就是不一样。他们你看啊，炒股赚钱了，加盟店赚钱了，都弄得嘞偷偷摸摸的，好像让我们知道了一样，我们会沾他的光一样的。说完了没有？说完了。睡觉。哎，我没说完。哎呀，阿海，有句老话说得好，叫花无千日，不对，不是千日，是百日。花无百日红，人无千日好。哎，你别看他现在赚钱啊，你可等着吧，总有亏钱的那一天。这要是亏钱了，哎，怎么办？可想而知啊，他肯定要哭到你这儿来。哎呦，爸爸，我亏钱了。这一弄，凭你会看着他帮助他吗？肯定要帮啊！你一帮，我不是完蛋了吗？我不是要拖下水了吗？真是。哎，我跟你说话，你怎么一点反应都没有啊？我告诉你啊，我跟你说好了啊，我可是提醒过你，不要到时候，好像我没提醒你一样的，好像我不关心你媳妇一样的。哎呀，真是好像当了旅馆费。就这样，管我什么事？到时候我反正一个子儿都不拿。我反正问心无愧，仁至义尽。Các bạn thân mến, video học tiếng Trung qua phim phần 110 đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào tạm biệt các bạn. Zaijian.